Dân già. Đấy. Đó là cách nướng hạt điều của Lê Minh Giáp để nhậu cho anh Võ Quang Giáp đến từ thành phố Thanh Hóa và nướng nướng hạt điều. Đây. Đây là anh Giáp mang biến số là AIA. Còn thằng này là thằng Trung Duồi đang còn đi bị đái tháo đường. Cũng chắc cũng vài chục năm nữa nó chết thôi. Nhưng mà cũng cho nó lên cái lúc nào nó xuống âm tàu địa ngục nó mở video này nó coi như thế nào. Cho nó mát. Đây là cách nướng hạt điều. Cách nướng hạt điều. Đây là những cây điều mà cũng 100 năm tuổi, cũng sắp từ giã cuộc đời rồi. Nhưng mà cho quả rất là sai. Thôi, trái mẹ đi vậy. Từ này đây là sự bức xúc của Trung là muốn nhanh nhậu chứ không. Mày lại rót rượu thằng kia. Lại uống ra. Đấy, cho cái mấy con này luôn. Tí nào, tí nữa tao đảo vì có mà. Cái mẹ. Gặp ra đi, cháy mẹ bây giờ. Bị bán nó rồi ăn được. Tí nữa axit nó vô nó ăn sao? Axit trong điều nó ra chứ sao mà bỏ đó được. Gặp ra. Axit trong điên à. Tí nữa lấy cái than nó mà nướng nha, nướng than nha, nướng lửa đó. Ai biết chứ. Rồi. Thấy chưa? Đấy, anh em thấy hạt điều là chuẩn bị là phun axit ra. Ở đây là thằng Trung Duồi là chủ tịch hội ăn nhậu là Trung ương. Lại rất rượu, rất bia mày. Uống bia, uống cho nó máu đi. Đây. Mày uống chưa? Điên à. Vừa uống xong thì rồi ngồi xuống thôi chứ uống, ngồi xuống thì đấy thì tôi vẫn uống bình thường trên này. Thế là anh Võ Nguyên Giáp là mang áo giáp màu số 8 với số 8 đấy, màu tím. Còn đây là gốc điều là 100 năm tuổi, nhìn nó nhỏ nhưng mà nó cũng là 100 năm tuổi rồi. Mày quay cái điều tao bẻ gầy rồi người ta quay. Đó, đây là thằng Trung Duồi, cái thằng phá hoại, cái thằng mà không có củi để nướng thịt mà còn bẻ nguyên cả cái điều xuống. Này thằng ăn hại. Hết rồi. Rồi kết thúc video được rồi. Kết cái gì ông uống cái tần là mày kết. Đừng có làm lâu béo quá. Vừa thôi. Nói chung là từng này là ok man rồi, có phát biểu gì không? Có để cho có phát biểu để cho mình. Đây. Anh Minh nha, hôm nay không lên nhậu với anh em. Là anh em là hôm nay là cũng hơi được rời tí. Ừ. Ra phần điều bứt điều nướng thì dân giả thôi. À. Đây. Ok. Có nào vì nói anh Minh là nếu mà không có mặt thì vì có thúng bía đâu không nói. Còn là hôm nay là em có điện anh rồi mà anh không có mặt á. À. Là cùng em... thấy anh Minh không? Ngày mai là anh phải làm cho em cái gì được rỡ tí. Rồi ok. Đây, đây là thành phẩm đấy. Thành phẩm này là tình là phải đập ra mới nở được. Có lẽ anh Giảm hay được đây, có lẽ nượng đi hơi nhiều rồi. Anh Giảm trông mà. Thôi là sự, em xuống đây mới biết là được thật. Quả điều nó như thế này mà nượng ăn này này. Đó, đây là thành phẩm quá tuyệt vời. Chỉ nữa trời nó nguội nó đã ăn đấy, đấy mọi người ạ. Cái này mà đi ra ngoài mà mua thì phải cầm cỡ 200-300 rồi đấy. Đó. Đây là tí nữa là vùi lại cho nó nguội. Đấy, rồi tí nữa mình bắt đầu đập ra ăn cái ruột thôi. Ôi rồi.
Ở đây chưa cày nữa. Chưa cám, chưa cày đâu. Đấy. Ơi. Ơi nhậu thôi anh nhé.